Xin thân ái mến chào quý thính giả đã đến với chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Hồng Việt TV với Trương Minh và Julie. Và sau đây Julie sẽ mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Mở đầu phần tin Hoa Kỳ hôm nay là tin dân biểu Jim Jordan lại thất bại trong cuộc tranh cử chức chủ tịch Hạ viện. Dân biểu Jim Jordan cần thêm thời gian để củng cố cuộc chạy đua chức chủ tịch Hạ viện sau khi thua cuộc bỏ phiếu thứ nhì hôm thứ Tư. Trong khi các dân biểu Cộng hòa cân nhắc kế hoạch dự phòng cho Hạ viện không có lãnh đạo. Trong ngày thứ nhì liên tiếp, ông Jordan không có đủ 217 phiếu cần thiết để ngồi vào ghế chủ tịch đang bỏ trống, do 22 dân biểu Cộng hòa và toàn bộ 212 dân biểu Dân chủ bỏ phiếu chống ông. Ông cho hay ông nghĩ sẽ có một cuộc bỏ phiếu trong ngày thứ Năm. Đây sẽ là ngày bỏ phiếu thứ ba liên tiếp cho cuộc tranh cử của ông Jordan. Cựu chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy mất 4 ngày với 15 vòng bỏ phiếu để trở thành lãnh đạo hồi tháng 1. Hạ viện bước sang ngày thứ 16 không có lãnh đạo, khiến Hạ viện không thể ứng phó chiến sự ở Trung Đông và Ukraine. Trong khi chỉ còn một tháng trước khi chính phủ Hoa Kỳ có nguy cơ tạm ngừng hoạt động một lần nữa, ông Jordan nhận được tổng cộng là 199 phiếu, ít hơn 200 phiếu Cộng hòa ông nhận được hôm thứ Ba. Con số này cũng thấp hơn số phiếu ông McCarthy nhận được trong bất kỳ vòng bỏ phiếu nào trước khi ông McCarthy được bầu làm chủ tịch Hạ viện. Phía Cộng hòa không thể đoàn kết phía sau một ứng cử viên chủ tịch kể từ khi một phe nhỏ trong đảng đã lật đổ ông McCarthy hôm 3 tháng 10. Trước đó họ đưa Washington đến bên bờ vực chính phủ ngừng hoạt động và nguy cơ vỡ nợ. Dân biểu Steve Womack bỏ phiếu chống ông Jordan cho hay các dân biểu muốn bầu cử chủ tịch nhưng chưa thể làm được việc này. Các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa dùng cuộc xung đột Israel-Palestine để thúc đẩy chính sách cứng rắn về di trú. Các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đang sử dụng cuộc xung đột Israel-Palestine để thúc đẩy an ninh nghiêm ngặt hơn tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Được ban vận động gọi là một phương thức mới để gắn liền một cuộc xung đột tại ngoại quốc với cuộc tranh luận trong nước về di trú. Ban vận động và các nhà chiến lược tham gia cuộc vận động tranh cử 2024 cho hay rằng có hai yếu tố cho lý do đó. Nhà chiến lược Doug Hine đã cho biết rằng di trú trái phép đứng gần trên đầu những lo ngại của cử tri Cộng hòa, nghĩa là các ứng cử viên có ý định đưa chủ đề này vào cuộc vận động càng nhiều càng tốt. Đồng thời các cử tri Cộng hòa thận trọng hơn về các cuộc xung đột ngoại quốc và ít quan tâm đến chính sách đối ngoại hơn so với các cuộc bỏ phiếu sơ bộ trước đó. Trong khi các bên phía Cộng hòa lâu nay phát họa họ là người bảo vệ Israel, ít có khả năng đây sẽ là vấn đề quyết định cuộc bầu cử. Điều đó làm cho các ứng cử viên gắn cuộc xung đột vào các vấn đề trong nước. Phía Cộng hòa thường cho rằng phiến quân ủng hộ hoặc thực hiện các cuộc tấn công Israel sẽ làm cho vấn đề về tìm cách vượt qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico, mặc dù không có nhiều bằng chứng về việc này. Theo nghiên cứu của Viện Cato, cũng không có sự việc nào công dân Hoa Kỳ bị thương trong cuộc tấn công của phiến quân đến Hoa Kỳ trái phép. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley là một trong nhiều ứng cử viên Cộng hòa dùng cuộc xung đột này để thúc đẩy kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hơn. Chuyến bay trục xuất đầu tiên của Hoa Kỳ đáp xuống Venezuela. Chuyến bay trục xuất đầu tiên của Hoa Kỳ về Venezuela theo sáng kiến mới của chính quyền Tổng thống Biden đã đáp xuống Caracas hôm thứ Tư, một phần trong biện pháp nghiêm ngặt hơn để kiểm soát biên giới khi Hoa Kỳ đối phó với số di dân vượt biên giới trái phép cao kỷ lục. Tại phi trường ở Harlingen, Texas, sáng thứ Tư xe bus thả di dân Venezuela xuống phi đạo, nơi họ được đưa lên một phi cơ thuê chuyến. Cơ quan di trú và quan thuế Hoa Kỳ IC cho hay khoảng 130 người Venezuela bị trục xuất. Chính quyền Tổng thống Biden đối phó với số di dân kỷ lục đang tìm cách vượt biên giới Hoa Kỳ-Mexico trái phép do ngày càng nhiều người Venezuela chạy trốn bất ổn kinh tế và chính trị ở quê hương của họ. Hơn 380.000 người Venezuela bị bắt giữ trong khi vượt biên giới Hoa Kỳ-Mexico trái phép kể từ khi ông Biden nhậm chức năm 2021. So với khoảng 2.200 người trong năm tài chính 2019 và 1.200 người hồi năm 2020. Việc tái khởi động trục xuất diễn ra vài tuần sau khi chính quyền Biden hoãn trục xuất và cấp phép lao động cho gần nửa triệu người Venezuela, những người đến Hoa Kỳ trước ngày 31 tháng 7 với lý do Venezuela bất ổn định và thiếu an toàn.
Đầu tháng này, giới chức Hoa Kỳ và Venezuela cho biết trục xuất trực tiếp sẽ tái khởi động sau khi đình trệ nhiều năm do căng thẳng ngoại giao giữa hai nước. Ông Jason Owens, lãnh đạo cơ quan tuần tra biên giới, nói rằng di dân cần sử dụng những con đường hợp pháp để đến Hoa Kỳ hoặc đặt hẹn qua ứng dụng trên điện thoại để đi qua cửa khẩu biên giới hợp pháp thay vì vượt biên giới trái phép. Alaska kiện chính quyền Tổng thống Biden vì hủy các hợp đồng cho thuê đất khai thác dầu khí tại Bắc Cực. Một cơ quan tiểu bang Alaska hôm thứ Tư kiện chính quyền Tổng thống Biden vì chính phủ quyết định hủy cho thuê đất để khai thác dầu khí ở khu vực North Slope của tiểu bang, một trong những khu đất công còn nguyên vẹn lớn nhất ở Hoa Kỳ. Đơn kiện nộp lên tòa liên bang tại Washington DC kiện quyết định ngày 6 tháng 9 của Bộ Nội vụ về hủy 7 hợp đồng cho thuê đất để khai thác dầu khí tại khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Bắc Cực 19 triệu mẫu của Alaska. Khu vực này dễ bị ảnh hưởng vì khí hậu biến đổi, cũng là nơi sinh sống của gấu xám, gấu Bắc Cực, cú tuyết và tuần lộc. Cơ quan Phát triển Công nghiệp và Xuất cảng Alaska đề nghị tòa án khu vực đặc khu Columbia khôi phục hợp đồng. Lý luận, quyết định của chính phủ liên bang là vi phạm một quy định trong dự luật thuế năm 2017 về cho phép khai thác dầu khí ở Bắc Cực. Thống đốc Alaska Mike Dunleavy nói là chính phủ liên bang tước đoạt khả năng tự hỗ trợ của Alaska. Chúng ta phải ngăn chặn việc này. Các hợp đồng trên được ký kết trong những ngày cuối cùng của chính quyền Trump, theo sau nỗ lực nhiều thập niên của giới chức Alaska để khai thác dầu khí tại khu bảo tồn và củng cố nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ của tiểu bang. Cơ quan tiểu bang là nhà chào giá duy nhất sau khi các công ty dầu khí lớn bỏ qua đợt đấu thầu năm 2020. Người cha bị bắt giữ vì đốt nhà làm cho ba đứa con thiệt mạng ở New Orleans. Người cha của ba đứa con thiệt mạng trong vụ cháy nhà ở New Orleans bị bắt giữ vì liên quan đến cái chết của các em. Trong cuộc họp báo chiều ngày thứ Tư, Sở Cảnh sát New Orleans cho biết Joseph Washington, 29 tuổi, bị truy tố 3 tội giết người cấp độ 2, 3 tội tàn ác với thiếu niên và 1 tội đốt phá có tình tiết tăng nặng. Các nhà điều tra cho hay vụ đốt nhà bắt nguồn từ cuộc cãi vã gia đình. Chiếc xe của Washington được tìm thấy dưới sông Mississippi sáng thứ Tư. Chiều thứ Tư, nhà chức trách chặn Washington lại trên một chiếc xe khác. Khi bị chặn lại, Washington tìm cách chạy trốn bằng cách nhảy xuống khỏi cầu vượt. Washington bị bắt giữ và đưa đến bệnh viện để chữa trị thương tích trong lúc bắt giữ. Cuộc bắt giữ diễn ra sau khi nhà chức trách nhận được cuộc gọi 911 ngay trước nửa đêm thứ Ba từ một người mẹ trình báo người cha của các con cô có ý định đốt nhà. Lúc gọi điện thoại, người mẹ đang trên đường về nhà. Ngay sau đó đám cháy bùng phát tại căn nhà đơn lẻ ở New Orleans East. Khi cảnh sát cứu hỏa đến hiện trường, họ lập tức phát hiện hai trẻ em nằm bất động, gồm có bé gái 5 tuổi và bé trai 8 tuổi. Cảnh sát cứu hỏa cố gắng hồi sinh hai em bé trước khi cơ quan cấp cứu New Orleans đưa các em đến bệnh viện khu vực. Hai em bé được tuyên bố tử vong khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó, khi cảnh sát cấp cứu tiếp tục dập tắt đám cháy. Họ tìm thấy thêm em bé thứ ba, một bé trai 3 tuổi. Nguyên nhân tử vong của ba em bé sẽ được văn phòng pháp y xác định. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra. Hội nghị APEC tại San Francisco sẽ ảnh hưởng lớn đến đường phố và giao thông. Giới chức tại San Francisco đưa ra cảnh báo trước về ảnh hưởng đến giao thông và vận chuyển trong hội nghị APEC tháng tới. Mặc dù hội nghị này dự tính diễn ra trong tháng 11, sẽ cần phải đóng cửa đường phố trong thời gian sự kiện diễn ra. Thông báo chung của Sở Cảnh sát San Francisco và cơ quan mật vụ cho hay rằng họ sẽ tăng cường các biện pháp an ninh trước, trong và ngay sau hội nghị thượng đỉnh APEC tại San Francisco từ ngày 15 đến 18 tháng 11. Nhà chức trách cho hay là người dân và du khách cần chuẩn bị cho ảnh hưởng đến giao thông, vận chuyển công cộng và đi bộ ở khu vực trung tâm xung quanh trung tâm Moscow, nơi mà hội nghị diễn ra, cũng như khu vực sát bờ biển và khu dân cư North Hill. Ông Jeremy Brown là điều phối viên hội nghị APEC của cơ quan mật vụ, cho biết rằng trong khi một sự kiện quy mô lớn như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người dân San Francisco. Mục tiêu của cơ quan mật vụ cùng các cơ quan thi hành luật pháp và an toàn công cộng là cung cấp môi trường an toàn, trong khi giảm thiểu tác động và bất tiện cho công chúng và các doanh nghiệp. Người dân và doanh nghiệp bên trong khu vực bị ảnh hưởng vẫn có thể đi lại bình thường.
Tài xế cần vào bãi đậu xe của doanh nghiệp hay người đi bộ muốn đến các cửa hàng hoặc dự các sự kiện trong khu vực đó phải vào tại các địa điểm cụ thể, trình giấy tờ tùy thân và có thể bị khám xét. Ngoài ra là quy định về đậu xe. Những xe vi phạm biển cấm đậu xe sẽ bị ghi giấy phạt và kéo đi. Quy định này bắt đầu từ 10 giờ tối ngày 14 tháng 10 và kéo dài đến tối ngày 18 tháng 11. Và đó là kết thúc phần tin Hoa Kỳ. Sau và phút quảng cáo sẽ là phần tin quốc tế.